Thứ hai, Việt Minh ám sát giáo chủ Huỳnh Phú Sổ. Năm 1939, Huỳnh Phú Sổ sáng lập ra Phật giáo Hòa Hảo. Đến năm 1945, ông thành lập Đảng Dân Xã Hòa Hảo, trực tiếp tham gia chính trị. Đảng Dân Xã có khuynh hướng chống Việt Minh. Ngày 16 tháng 4 năm 1947, theo lời mời của Việt Minh, Huỳnh Phú Sổ đến vùng Đồng Tháp 10 để giải quyết mâu thuẫn với Việt Minh, thì mất tích. Báo chí phương Tây cho rằng Việt Minh đã ám sát Huỳnh Phú Sổ. Năm 1966, hãng thông tấn UPI cho rằng Việt Minh đã thủ tiêu Huỳnh Phú Sổ rồi phân chia thi thể vào các bãi lau sậy. Vì cái chết bất minh của Huỳnh Phú Sổ liên quan trực tiếp đến Việt Minh đã khiến chính quyền Việt Nam không cho phép tổ chức lễ tưởng niệm Huỳnh Phú Sổ mất tích, hay còn được gọi là Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt.